Xếp rồi, xin chào các bạn. Như các bạn đã thấy trên màn hình thì trên tay mình là một cái tai nghe được đánh giá đóng gói rất là đơn giản, chỉ có một cái túi bóng thôi. Đó, các bạn thấy. Mình sẽ mở ra các bạn coi nhé. Đây là cái tai nghe đầu tiên của hãng Fulen. Các bạn cũng biết là bàn phím và chuột của Fulen hiện tại đang khá là nổi tiếng. Nên bây giờ họ vừa ra một sản phẩm tai nghe đầu tiên, có thể là để thử nghiệm thị trường và giảm giá thành, cho nên là họ không sản xuất cái hộp. Cho nên là các bạn có thể thấy, nghe bạn mình mở ra các bạn thấy là tem nhập khẩu họ dán ngay trên đây, ngay trên cái vòng đệm đầu. Và đây là hai cái tem bảo hành của họ. Theo như quảng cáo của hãng thì con này được trang bị âm thanh 7.1, tên của nó là Fulen H200, LED của nó là RGB. Lúc nãy mình có test sơ qua thì âm thanh nghe nhạc khá là hay, rất là hay luôn. 7.1 với tầm giá khoảng 300, hơn 300 chút xíu thì mà được trang bị âm thanh 7.1 là khá là ok rồi, mình nghe khá được. Chỉ có giờ chưa có kịp để test trong game, nhưng mà mình nghĩ nó sẽ không tệ đâu. Chỉ có mic thì lúc nãy mình test sơ thì nó bình thường thôi, không có tính năng lọc nhiễu kiểu. Đây, các bạn thấy là cái USB họ làm cũng khá là lạ, có bốn ốc bắt nhìn nó khá ngầu. LED thì LED RGB, vòng đèn đầu, đây LED nằm sẽ ở đây. Rồi mình sẽ cắm thử cho các bạn coi nhé. Nè, sẽ cắm thử. Ok, đây, LED lên rồi. Để mình tắt đèn cho bạn thấy rõ cái LED nha. Rồi, các bạn thấy không ạ? LED con này LED RGB tự động đổi màu các bạn nhé. Nhìn ở ngoài thì nó LED nó sẽ đẹp hơn, trong video do cái máy quay của mình nó không được tốt, nó lấy màu không chuẩn. Đây, các bạn sẽ thấy màu nó sẽ chuyển từ từ. Đó, rất là đẹp. Họ không có đầu tư vào viết phần mềm cho nên các bạn không có thể tự chỉnh màu được. Các bạn chỉ để tự động thôi. Các bạn thấy không ạ? Buổi tối các bạn sẽ thấy đẹp hơn nữa nhé. Tắt thêm đèn xem. Ok, do máy quay mình nó kém cho nên là lấy màu không chuẩn, không nhìn không có đẹp. Ở ngoài nó sẽ đẹp hơn. Đó. Dây thì làm bằng cao su thôi. Giá rẻ. Mình đánh giá thì con này khá ổn trong cái tầm giá này, nghe ok, bảo hành 1 năm các bạn nhé. Hy vọng là hãng sẽ sớm có chương trình khuyến mãi cho các bạn. Ok, mình đi sơ thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ạ.